Đến giờ 10 rồi. Chín giờ mấy rồi hả? Trời. Không biết. Bạn kia như nãy bạn chưa để cho. Nãy qua là quên luôn. Không chứ không phải vậy nè. Chẳng liên quan. Con nhỏ chẳng liên quan. Chắc là tự nhiên họ có cái chi trong người họ rồi. Chị không luôn cái chi luôn á. Thì đó. Mà đã khi họ luôn với chị đó nghe. Mà họ là ngược lại với chị. Không biết họ suy nghĩ sao. Mà tự nhiên đó lại như chắc có bà mẹ chồng chị cũng kể chi với bà đó rồi bà mới dễ chứ biết đâu nhiều khi mình không lò mà người ta kể thêm cái bớt vô rồi không biết được. Mẹ chị ơi. Trách trách chồng như trách gì mình thì nó cái con giàu như con đứa hết năm tháng rồi. Ủa chứ mà như hôm bữa bà đủ bà không đủ rồi chẳng lẽ như bà chị giao rồi thấy chị rồi cũng không đủ đi à? Đau thôi chứ cũng đâu có sinh nuôi em sao ta làm bơi cả qua đồng với đồ nuôi em có nhà sao đủ câu đi hàng nữa trời ông nó là đứa đầu thất nghiệp chồng mình nó thì lồn cũng ra tiền ba chỉ lồn ở đây được
cho mình nuôi đi. Hôm bữa nó đúng giống nhỏ là có từ con nhỏ tới ba tới đồng trời mà chị ra. Ừ. Tiền mà nuôi ông bỏ. Nó nuôi. Nuôi tiền ta đồng đó. Nó phụ cấp trợ cấp cho hai chồng con 3 triệu. Họ ta rồi ta ở riêng số hai. Bốn nhà chắc qua qua nhà chị ở ở đất của ông bà mà không. Về quê luôn á. Bên bán là về quê luôn à. Đỡ, đỡ bên đi. À thôi cứ càm. Xíu nữa về đi chị. Ừ. Cái gì bán trở về. Nhờ ngoài đường nó trong hẻm. À, mặt phố. Ừ. Mưa qua hay sông? Hả? Mưa qua hay sông? Còn rảnh không? Làm gì? Từ vô rửa mẹ kìm chị với. Rửa mẹ với chị lấy lẻ luôn. Ừ. Rửa răng. Từ rửa sao cho nó sạch, rửa có sữa nó mệt đó. Ờ, đứa xíu đó mẹ đó. Thôi giờ mình cũng chán nhà được, nhiều lúc mình cũng chán càng nhà được lúc là... Nhiều lúc mình như là buông xuôi ghi ra rồi. Chán quan tâm. Mà nói chứ số cái dắt cho biết không quan tâm cho được mà. Thấy tư rồi mới nói chi là chồng gì á, thấy tư không có nói chi là cho ba mẹ ít hay là mua cho ba mẹ cái này cái kia gì không? Ừ. Vậy đó hả? Ê, làm Tuấn được hả? Mở máy tiền ổng nè, tiền chị. Ổng gồng, ổng kiểu ra nó chị không biết, cuối cùng âm. Chị mà 6 triệu dữ vậy, tùy theo sức của mình chị cái tiền gieo, chị nói đây nè, anh nè, lúc mà mình cáo thì không rèn hết. Nhưng mà cái nam này dịch giỏi, mới gửi đồ ra tiền thì anh mua cái túi anh rèn, nó thấy hợp tí thì thôi chứ. Nhưng mà chị anh phải gồng lên đấy rồi, triệu thôi, triệu nó không tới đâu. Cái rèn không tới đâu. Mà đang thay ổng đưa tiền cho bà mẹ ổng.
đưa tiền cho ba mẹ chị. Ừ. Rồi. Có nhìn lại chứ. Đưa cho bà Lê, đưa cho ba mẹ không? Không đưa ba mẹ chị. Đưa không đâu ạ. À?